Anh đừng có để cho mấy người hay chọc anh xấu xí nghĩ là xấu xí, anh đẹp trai. Đối với em, anh đẹp trai nhất. Giỏi giang, tài năng và rất là đáng yêu. Cảm ơn Khởi Như, chị anh yêu tôi. Anh là nam thần. Còn bên đây là nam thần kinh.